tiếng hô vang bàn thang, nghe xong phê cả người. Bốn năm trôi đằng đẵng, ta chờ trong dạ ngời. Năm 2014 là World Cup xe lại tranh hùng, thế là mình lại ra đường ngủ bên đường, tắm bên đường để xem tivi. Chiếc tivi trong nhà mình vỡ bắt tắt không được xem, chiếc tivi trong nhà mình đêm bóng đá không được xem, không cho xem. Em yêu ơi 4 năm chờ trông mãi mong dịp này thôi, thì đừng gàn anh mà giận anh mà cấm anh mà anh yêu em. Suốt đêm anh thổn thức muốn đi xem, quyết tâm anh luôn lách thoát đi xem. Vào đây nằm bấy lâu anh kẹo dưới, anh xin em một lần. Nhớ đi xong về sớm, em chờ anh cởi chân. Ham mê World Cup luôn, chờ sang tiết năm rồi đi học, thấy lớp mình ngủ trên bàn, nằm ra bàn, dãi ra bàn, rất ban căng. Rất ban căng nghe giảng bài đâu có tiếng sân nổ va, rất ban căng không học bài, nằm đất hát la 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 phê hơm pha. Đang ôn thi ngất ngây mà World Cup căng cực này thôi, thì đành vừa ôn bài vừa nghe đài ngọt, ra ngoài xem tivi. Cố lên thì lại dẫu có hơi cay, thế nhưng chăm học thì cũng có cơ may vượt môn này. Kiếp sinh viên dài ngoài World Cup mỗi một lần, gắng xem xong mùa bóng, không một môn nợ nần. Đang say sưa phút bôn tèn tèn tiếng chuông dục đi làm trắng, đêm rồi khổ tôi rồi mệt tôi rồi đánh răng rồi lên cơ quan. Đến cơ quan mong vừa ngồi mặt đã úp ngay vào tay, đến cơ quan chưa thèm làm năm đã ngay to được ngay nhưng không may. Đang say sưa bỗng nhiên một ly nước mặt lạnh ra đầu, cay cực kỳ thằng hâm nào, định như nào, muốn như nào, ôi em xin anh. Sếp ơi em nhận lỗi với anh luôn, suốt đêm em mãi miết bóng banh luôn, chẳng đi nằm sếp không tha càng quá. Sao mày xem một mình tối sang anh cả lũ, xem cùng nhau cho nhiệt tình.